Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trưa nay ngày 16 tháng 3 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19, từ ngày hôm nay ngày 16 tháng 3, toàn quốc sẽ thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Theo đó, từ ngày 16 tháng 3, mỗi người dân khi đến nơi công cộng tập trung đông người cần thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Đó là những nơi như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng. Thủ tướng cũng chỉ đạo các Bộ Công Thương và Bộ Y tế sản xuất cung ứng đầy đủ, đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu khẩu trang của người dân. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các hãng hàng không sẽ phát miễn phí khẩu trang cho hành khách chưa có khẩu trang, kể cả hành khách người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Yêu cầu hành khách cần phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga. Tiếp tục với các thông tin phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong nước. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cùng với chính quyền địa phương, ga Đà Nẵng đã chủ động xây dựng các phương án tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại khu vực đón tiễn cũng như trên tàu theo hướng dẫn của ngành y tế. Không chỉ làm nhiệm vụ soát vé, trong những ngày dịch bệnh này, các nhân viên tại ga Đà Nẵng còn kiêm luôn nhiệm vụ đo thân nhiệt và hướng dẫn hành khách rửa tay sát khuẩn. Chỉ có những hành khách có thân nhiệt ổn định, không có biểu hiện ho, sốt mới được vào phòng đợi tàu để tiếp tục hành trình. Nhắc nhở khách là sát khuẩn rửa tay. Sau khi sát khuẩn rửa tay thì khách sử dụng mã vé vào ga lên tàu ngồi chờ. Thì có những cái trường hợp khách vào, nếu tụi em vẫn hỏi han cái sức khỏe của khách. Nếu mà khách đo thân nhiệt của khách nữa, nếu mà không có gì thì chúng tôi mời khách vào trong phòng chờ để ngồi chờ trước khi vào ga lên tàu. Tại khu vực sân ga, công tác vệ sinh sát khuẩn cũng được chú trọng thực hiện. Mỗi khi có đoàn tàu đến, nhân viên nhà ga lại thực hiện vệ sinh khử trùng với các vật dụng, các vị trí có nhiều người tiếp xúc. Hướng dẫn hành khách sử dụng rửa tay bằng rửa khuẩn ở ngay trên ngay các cạnh chậu rửa mặt, và nếu có hành khách có khẩu trang thì sử dụng khẩu trang để đeo vào để đảm bảo an toàn. Cái phòng trừ dịch bệnh á, thì cũng rất chú đáo, là nước xịt này, khẩu trang này, rồi nước rửa tay rất đầy đủ cho khách hàng chúng tôi trên tàu rất là yên tâm. Để sẵn sàng trước mọi tình huống, ga Đà Nẵng cũng đã xây dựng các kịch bản ứng phó, sẵn sàng cách ly hành khách nghi ngờ theo hướng dẫn của ngành y tế. Trong khi đó, nhà ga cũng thường xuyên thông tin về tình hình dịch bệnh cho hành khách thông qua hệ thống phát thanh. Với sự chủ động tích cực, ga Đà Nẵng đang nỗ lực vào công tác phòng chống dịch, đồng thời góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc tự bảo vệ bản thân. Tối ngày 14 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về việc tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, các điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thời gian tạm đóng cửa bắt đầu từ 18 giờ ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020. Quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có ghi rõ nguyên nhân tạm dừng hoạt động loại hình này nhằm hạn chế sự tụ tập đông người, hạn chế nguy cơ dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên địa bàn thành phố. Trước đó, Ủy ban Nhân dân quận 1 đã ra văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, beer club hoạt động riêng lẻ và các nhà hàng khách sạn có kinh doanh loại hình dịch vụ trên tạm ngưng hoạt động từ 18 giờ ngày 14 tháng 3. Ghi nhận thực tế, đa số các chủ cơ sở đều chấp thuận, yêu cầu nhân viên dọn dẹp bàn ghế, sẵn sàng đóng cửa.